Hello and welcome to Yvette and Pest Channel. Thì xin chào các bạn. Với một số những câu hỏi rất là hữu ích của các bạn đã comment dưới video, những video về vẹt của mình, thì các bạn có hỏi rằng là anh ơi, có thể ghép hai chú vẹt để nuôi trong một lồng được không? Chính vì những câu hỏi hữu ích này thì hôm nay mình muốn chia sẻ một video. Đó là làm sao để ghép hai chú vẹt được vào một chiếc lồng để các bạn nuôi, và điều đó có được không. Và cái vấn đề thứ hai đó là mình sẽ ghép chú vẹt được không và vẹt đầu xám này với nhau. Thì như các bạn biết là nói chung là tập tính của những loài vẹt thì nó sống theo bầy đàn. Chính vì vậy các bạn có thể nuôi bầy đàn được, nhưng do là có những chú vẹt các bạn nuôi từ non độc thân một mình, cho nên là khi mà các bạn ghép vào thì cái lúc ban đầu nó hơi khó khăn một chút, nhưng dần nó sẽ quen và nó sẽ ở chung được trong một lồng. Thì điều này có thể sẽ khiến cho chú vẹt của các bạn là đỡ cái diện tích phải nhiều lồng. Cái thứ hai là nó sẽ có bạn, nó sẽ bớt cô đơn hơn. Thì mình nói qua một chút. Nếu các bạn ghép một chú vẹt vào lồng thì như cái chú vẹt mắc keo nhà mình đây, thì mình đã nuôi ở trong cái lồng này một thời gian lâu rồi, và bây giờ mình đưa chú vẹt xám này vào. Thì nếu các bạn có muốn ghép một chú vẹt lạ vào trong lồng chung một chú vẹt khác, thì các bạn đầu tiên các bạn phải đưa cái chú vẹt lạ vào trước. Đây các bạn nhìn đây, các bạn đưa chú vẹt lạ vào trước để cho cái tập tính lãnh thổ, ví dụ như là chú vẹt này đã ở trong lồng lâu thì nó có tập tính lãnh thổ rất là cao, nó sẽ trông cái lồng này và nó khi nó ở quen nó sẽ rất là dữ. Chính vì vậy khi mà các bạn cho một chú vẹt lạ vào, có nghĩa là các bạn sẽ tạo ra một sự lãnh thổ đối với chú vẹt mới này, và chú vẹt cũ thì khi mà các bạn cho vào thì sẽ thấy chú vẹt mới ở trong lồng rồi sẽ thấy lạ lẫm và bớt cái tính hung dữ hơn. Thì bởi vì vào sau, những người đi sau luôn luôn sẽ là những người lạ lẫm hơn. Tuy rằng chú vẹt này đã được sống ở trong cái lồng này một thời gian dài rồi, nhưng khi các bạn cho vào sau thì nó vẫn sẽ có tính thăm dò và nó sẽ lạ lẫm hơn. Còn nếu các bạn cho chú vẹt lạ này vào sau chú vẹt này ở trong lồng trước, thì ngay lập tức chú vẹt này có thể sẽ lao ra cắn chú vẹt lạ này. Thì mình sẽ cho vào để các bạn thấy. Đây thì các bạn cho vào đây, các bạn ghép vào. Các bạn ghép vào thì các bạn nên nhớ là vẹt lạ vào nó có thể đánh nhau. Các bạn đứng ngay tại lồng và ngồi ngay tại lồng có thể là 5-10 phút. Nếu một trong hai con vẹt mà nó lao vào nó đánh nhau thì các bạn phải có cái sự can ngăn ngay lập tức. Còn nếu nó không đánh nhau thì các bạn cứ để ghép độ khoảng 10-15 phút thì các bạn thấy an tâm, thì các bạn có thể là rời khỏi cái khu vực lồng này. Còn nếu thấy cắn nhau thì các bạn chỉ ghép 10-15 phút thôi, sau đó các bạn lại bỏ ra. Thì đây mình cho chú vẹt mắc keo này vào để mình ghép. Vào đây con. Không. Mắc keo. Mắc keo. Xuống. Xuống. Vào đi. Vào. Con vào đây. Vào. Giỏi. Thì các bạn cho mắc keo vào. Đây tôi cho mắc keo vào đây. Thì do là hai chú vẹt này tôi đã ghép được một vài ngày rồi, thì cho nên là nó vào nó sẽ không đánh nhau. Nhưng cái chú vẹt đầu xám này nó ghê hơn, nó có những lúc nó cắn cả chú vẹt mắc keo này. Cho nên chú vẹt mắc keo này thường không dám đứng ở cái khu vực thức ăn này, chờ khi cho chú vẹt này ra hoặc đi chỗ khác thì bắt đầu chú vẹt mắc keo mới dám đến để ăn. Chính vì vậy khi mà các bạn ghép thì các bạn đầu tiên nếu thấy chú vẹt cắn nhau thì các bạn cứ ghép mỗi ngày 10-15 phút để cho chúng có sự quen nhau, có sự gần nhau dần dần, thì nó sẽ tạo thành một cái cảm giác mới lạ, nó dần thành quen thì nó sẽ không cắn nhau, và dần dần các bạn sẽ nâng thời gian lên, và cuối cùng đối với những chú vẹt thật khó tính thì vài ngày nó cũng sẽ quen thôi. Và khi các bạn ghép như này thì nó sẽ là một cái dần dần nó sẽ là một cái bình thường khi mà các bạn nuôi một đôi vẹt trong lồng không có gì cả. Cho nên các bạn có thể nuôi 1, 2 hoặc thậm chí 3 con vẹt ở trong một lồng cũng được, không sao.
Bởi vì các bạn thấy ở tiệm chim cũng vậy thôi, người ta cũng có thể nhốt vài con vẹt, hàng chục hoặc là thậm chí 20 con vẹt một cái lồng to to. Đó. Thì bây giờ mình cũng sẽ chia sẻ về cái việc là mình ghép chú vẹt đầu xám này và chú vẹt ngực hồng này với mục đích như thế nào. Thì mời các bạn xem phần tiếp theo. Đây là chú vẹt Mackerel nhà mình, một trong những chú vẹt mà các bạn thường hay nhìn thấy trên kênh nhà mình. Và chú vẹt Mackerel nhà mình thì nó khoảng gần 3 tuổi rồi. Và bây giờ mình ghép với một chú vẹt đầu xám mái. Chắc là các bạn hỏi sẽ đặt câu hỏi là không biết là ghép như vậy thì nó có sinh sản được không. Thì cái này thì mình cũng đã quan sát một video của một người bạn bên Thái Lan. Họ ghép vẹt ngực hồng, tức là một chú vẹt ngực hồng trống và một chú vẹt đầu hồng mái. Thì mình cũng một đôi này, nó chỉ khác là chú này là vẹt đầu xám thôi, nhưng nó cũng là một chú vẹt mái. Thì đây là một chú vẹt mới mùa đầu tiên thì nó mới được khoảng độ vài tháng thôi, 7-8 tháng, cho nên nó chưa đủ tuổi sinh sản, thì nó khoảng hơn 2 năm trở ra nó sẽ đủ tuổi sinh sản. Thì tóm lại là khi mà ghép thế này thì nó vẫn có thể sinh sản được, không vấn đề gì cả, chỉ có điều là nó phải đủ tuổi. Cái thứ hai khi ghép nó phải hợp nhau. Thì chú vẹt ngực hồng này do là một thời gian dài sống một mình rồi, bây giờ có thêm một người bạn này, cho nên là cũng rất là hiền, rất là thân thiện với chú vẹt đầu xám này, chứ không có gì cả. Chú vẹt đầu xám này thì mình đặt tên là Bella, còn đây là Mackerel nhà mình đây. Mackerel gần 3 tuổi rồi, cho nên là cái lông rất là đẹp. Thì những chú vẹt mà nó có tuổi đời gần 3 tuổi thì các bạn nhìn thấy nó có cả màu xanh lục ở chỗ cái râu quai nón này này. Đó, các bạn nhìn kỹ thì thấy cả màu xanh lục. Đó. Rất là đẹp với cái mỏ màu đỏ. Mackerel, bên tay con. Mackerel. Cực bồi. Đẹp lắm. Ra ngoài đi. Ra ngoài con. Đây là Mackerel nhà mình đây, cực bồi. Đó, các bạn nhìn thấy Mackerel nhà mình rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Và bên trong là một chú vẹt đầu xám mái. Thì các bạn trước tiên các bạn ghép để ví dụ các bạn cũng có thể mua một chú vẹt đầu xám hay đầu hồng mái, các bạn ghép như mình. Thì ban đầu các bạn cứ ghép để cho nó đỡ cô đơn, đỡ buồn thôi. Và dần dần nó mới bắt cặp và đến cái thời điểm sinh sản thì nó mới sinh sản được. Chính vì vậy thì khi mà chúng sinh sản thì các bạn cũng chuẩn bị cái tổ đẻ. Và các bạn có thể là cung cấp một số cái canxi như là mai mực để cho chúng đẻ thôi. Còn hiện tại thì chú vẹt, do chú vẹt đầu xám vẫn còn non mái, đầu xám mái vẫn còn non, cho nên nó chưa đủ tuổi sinh sản đâu. Chính vì vậy thì mình ghép như thế này để cho nó có đôi có cặp. Và chú vẹt đầu xám Bella của mình cũng sẽ dần sẽ lên kênh để các bạn có thể là thấy được chú vẹt đầu xám sẽ thay đổi như thế nào về độ tuổi, kích thước, màu sắc khi mà nó lớn dần lên. Thì chắc là các bạn sẽ hỏi là làm sao mà anh biết cái chú vẹt đầu xám đó là mái. Thì các bạn nhìn thấy cái đầu nó xám nhạt khi mà nó đã khoảng độ 8 tháng tuổi rồi, thấy đầu nó xám nhạt thì khả năng chú vẹt này là mái rất là cao. Còn chú vẹt nào xám đậm thì sẽ là trống. Cái loài vẹt đầu xám này thì như các bạn biết là nó cũng rất là hiền thôi, nó không có cọc tính như là cái vẹt cực hồng. Chính vì vậy khi các bạn nuôi những chú vẹt đầu xám này
thì rất là tốt, rất là hiền. Các bạn có thể cho trẻ nhỏ chơi, cái tính tình của nó rất là hiền. Đây là khi mà chú vẹt ở trong lồng thấy tiếng động là chú vẹt nghe có vẻ là sợ thôi, còn ở ngoài thì nó cũng rất là hiền. Mình sẽ cho ra ngoài để các bạn xem chú vẹt đầu xám nhà mình nhé. Đây các bạn, thì nói chung là nó cũng rất là đẹp thôi, rất đẹp và nó cũng thân thiện với chúng ta. Thì đây là chú vẹt Pella nhà mình, con vào chuồng này. Thì vừa rồi mình đã chia sẻ với các bạn về chú vẹt Bắc Keo nhà mình. Thứ hai là về một chú vẹt Pella, loại vẹt đầu xám mái, và chia sẻ để các bạn biết. Và mình đã ghép đôi giữa chú vẹt ngực hồng nhà mình và một chú vẹt đầu xám để các bạn có thể là thấy. Và mình xin dừng video tại đây. Xin cảm ơn các bạn luôn đồng hành, ủng hộ và yêu mến kênh Yêu Vẹt & Pets. Thanks for watching and goodbye.